Chào các bạn, bây giờ thì mình sẽ thử khả năng chạy ứng dụng của ba máy. Đầu tiên là Movistar Prime X Grand, thứ hai là Sony Xperia M4 Aqua và thứ ba là Samsung Galaxy G5 2016. Thì giá của ba sản phẩm này lần lượt là 4 triệu 9 và 5,5 triệu. Thì chúng ta sẽ thử xem cái sự khác biệt giữa ba cái máy này. Hai cái máy bên ở giữa và bên phải là máy đến từ những nhà sản xuất lớn là Sony và Samsung, trong khi cái máy ở bên trái là cái máy từ một nhà sản xuất Việt Nam, họ đặt OEM ở nước ngoài về, là Movistar. Thì bây giờ chúng ta sẽ thử chạy một số ứng dụng như là Facebook hay là trang web của Tinh Tế hay là một số những cái game. Hiện tại các bạn thấy là không có ứng dụng nào đang chạy hết, thì tất cả đều đang mới được khởi động lại và không có một ứng dụng nào đã chạy. Đầu tiên chúng ta chạy Facebook, thì khi mà các bạn bấm vô thì các bạn thấy là cái máy Movistar nó chạy nhanh hơn, tiếp theo là cái máy của Samsung và cuối cùng là cái máy của Sony. Cả ba cái máy này đều đang được kết nối chung cái mạng. Chúng ta mở trình duyệt của Tinh Tế. Thì ở cái này thì Samsung họ, cái tốc độ phản hồi của Samsung là nhanh nhất, còn Movistar là thấp nhất. Tuy nhiên thì cái tốc độ lưu ứng dụng thì Samsung nó lại chậm nhất. Có lẽ là một phần là tại vì hiệu năng mạng nó không tốt. Tiếp theo là cái game Badland. Thì trong cái game này các bạn có thể thấy là cái máy X Grand nó nhanh hơn, nó có tốc độ phản hồi nhanh hơn và load cũng nhanh hơn. Và M4 lại là cái máy là chậm nhất. Thì có một nguyên nhân là mình nghĩ là cái máy M4 nó chậm nhất là bởi vì cái bộ nhớ trong của nó chỉ có 8GB thôi. Thì ngay từ khi ra mắt thì cái M4 đã bị than phiền bởi cái đặc điểm này. Có thể cái bộ nhớ nó càng ít đi thì cái dung lượng bộ nhớ đệm nó càng kém và cái máy này sẽ càng chạy chậm hơn. Thì điểm yếu lớn nhất của cái M4 Aqua là cái bộ nhớ trong 8GB. Tiếp theo là cái game. Thì cái game này các bạn nhớ là nó có kết nối mạng và cả ba càng cùng kết nối một mạng. Thì ở cái bài thử này thì cái Samsung Galaxy G5 2016 là nhanh nhất. Tiếp theo là đến X Grand và M4 là thua. Và cuối cùng là một cái game Trigger 2. Thì bởi vì cái máy M4 Aqua nó chỉ có 8GB bộ nhớ trong, nên bọn mình phải thử một số những cái game nhẹ hơn, chứ không thể tải game nặng như trước kia được. Và Movistar vẫn là cái máy nhanh nhất và M4 Aqua là cái máy chậm nhất. Các bạn đã thấy M4 Aqua đã load gần như xong rồi. Rồi, xin cảm ơn các bạn.